Hai, rồi lâu, buồn miệng quá. Khô gà giòn pony. Gì mà giòn dữ vậy? Đừng nhai nữa. Không ngừng nhai được, giòn quá. Ôi là trời. Roma bomba tabac, quello memory. Từ 100% ức gà tươi sấy giòn trong lò siêu lửa, quyện đẫm bơ tỏi nên giòn rơm rớp. Đầm này còn ăn trộm gì nữa, ăn khô gà pony thôi. Khô gà giòn pony, giòn rụm đã miệng. Hương xưa như ý, cho ta một chiên giòn thiệt ngon. Em chiên món gì cũng nóng, cũng ngon, cũng giòn. Này em ơi hay mà mua liền bột chiên của Hương xưa, cả nhà thích lắm nha bà xã. Giòn giòn quá quá. Anh Dũng. Mẹ ơi con thích. Giòn giòn quá quá. Bột chiên giòn Hương xưa sản xuất theo công nghệ và chất lượng Nhật Bản.